Em kính chào các bác nha. Đã đến với video của em kênh hàng Nhật Bản. Hôm nay em giới thiệu đến bác hai cái mẫu bình thủy Kuno đi Nhật. Đó là của hãng National. Mẫu là 2,2 lít và 3 lít. Thì hai mẫu này là hàng hiếm, hàng độc luôn các bác. Sản xuất là năm 92 và năm 95, thì cũng 30 năm và ba mấy năm rồi đó. Thì đây là những cái mẫu mà quyền thoại của nhà National. Mẫu này thì mình bơm tay nha chứ không bơm điện. Thì sử dụng cho nhà nào bác nào mình có trẻ nhỏ đó, nó học lớp 3, lớp 4 rồi đó, nó vẫn xài được. Vì đè xuống đây vậy nè các bác, làm lấy nước ra thôi, còn khóa thì kéo qua đây, nó không có gườm gàm, dễ dàng sử dụng. Đây là một cái bình 3 lít, sản xuất năm 92, mới như chưa xài thì còn được gọi là mới tầm 98-99% gì đó. Thì bác nào mà có nhu cầu mà mua cái em nồi đồng có đá mà hàng quý hiếm mà đứt nguồn đứt đời vậy nè, là đâu còn sản xuất nữa đâu. Điện áp thì 100, công suất thì 1000W. Em để xa xa tí gần điện màn hình nó hơi chớp đó. Thì nó có là điều chỉnh dưới đây nè, đó đó điều chỉnh đây nè các bác. Năm sản xuất của nó là 92, các bác thấy không, nó 92 đây nè, đây nè, nó rất là ok cho các bác luôn. Thì như em nói đẹp mới 98-99%, tí em đổ nước vào test rồi cắm điện cho các bác coi luôn. Thì bác nào sưu tầm gì đó mua cái này đi, xuất sắc luôn. Vào bên trong cho em, đặc biệt là cái lồng inox. Rất là nhiều bác hỏi mua bình lồng inox nhưng mà đâu có các bác. Thì những cái đời xưa đời cổ như thôi mới có, gì nó làm chi phí đắt đỏ lắm. Nè, cái dây nguồn nè, gôn nè các bác, rất là đẹp nha. Thì như em nói đó, cái này là cũng như là chắc chưa xài đâu, hàng ta cho biếu tặng nên là chưa kịp xài đến, mà tôi đi định cư về như đổi nhà cửa gì đó. Có bụi em thổi bụi ra đó các bác, đẹp khen. Là cái này là 3 lít nha, còn cái này 2,2 lít, cũng có nhà Na Tiêm Nan luôn. Thì cái mẫu này thì nó cũng như cái này thôi, nó cũng là bơm tay cho mình dễ dàng sử dụng. Bây giờ cúp điện không có điện thì mình cũng bơm cũng được luôn. National mẫu 2,2 lít, rất là đẹp nha các bác. Mẫu này sản xuất thì 95 các bác. Điện áp là 100V. Công suất của cái bình này là nó 700W. Đây, 700W nha. Điện áp thì 100V. Để mấy cái bình này là mặc định là sản xuất tại Nhật rồi các bác, dùng năm chín mấy mà. Mà những cái hàng mà đầu đời đó là nó quá trời hiếm luôn, mà còn đẹp vậy thì nó hiếm nữa. Ngoại tắc xong đúng không các bác? Giờ mình vô nội tắc cho em. Cũng lồng inox luôn các bác. Dây chạc nè. Mới tinh luôn nè. Gòn nè các bác. Tí em đổ nước vào em cắm điện báo giá cho, test cho các bác coi, hướng dẫn các bác xài. Rồi, ngoại thất nội thất xong rồi. Mình vô cái phần là mình đổ nước vào cho em. Cái này nó dễ xài lắm các bác, mình cúp điện mình vẫn xài được. Rất là xịn sò, thuộc phân khúc VIP của nhà National đó. Rồi các bác, em đã gắn dây điện vô rồi nè các bác. Đó, em gắn dây điện vô rồi nè. Này cắm dây điện vô rồi nè. Xong giờ em đổ nước vô nha. Rồi bây giờ đậy nắp lại. Bật công tắc lên cho điện nó vô. Rồi đó các bác, cái phát máy điện nó vô hết rồi đúng không? Nói chung là em bán thì người thằng việc thật. Rồi bắt đầu là mình chỉnh mấy cái này. Mình zoom vô là nó tự động nó ấy thôi các bác. Rồi cái mình chỉnh cái nhiệt độ. Rồi cái nó sôi cái nó ủ. À cái bên này là nó mặc định là nó ấy luôn các bác. Chừng nào mà nó sôi xong nó nhảy qua đây. Chứ chưa có bấm được nha các bác. Còn nếu mà mình nó sôi xong rồi mình mới bấm cho nó nhảy qua đây là nó sẽ sôi lại. Còn cái này thì nó có chỉnh thêm một mớ nữa. Thì nó vậy đó các bác. Mấy đồ này hồi đời xưa đời cổ này nó xịn quá. Rất là ok, ngon lành nha. Qua đây coi cận cho các bác coi, mới quá trời luôn. Là được về được hai bình này. À, bắt đầu lăn tăn lên kìa. Đó. Nó lăn tăn lên này. Đây thì nó cũng vậy luôn, cũng lăn tăn lên này nè.
Chờ em xíu nha, nó sôi em bơm qua cho các bác coi. Thì xài nó dễ lắm, nó không có gồm gà, nhưng mà cái những cái mà nó bơm điện, cái này là các bác để ở nhà cho trẻ nhỏ rồi nó nấu mì đồ ăn đồ này cũng rất là dễ, và pha sữa mình uống trà uống cà phê đồ nó tiện lợi lắm. Đó các bác ơi, em thấy là bên nào nó cũng sôi rồi đó, nó cũng lên tim hết rồi đó, mới tin im quá trời luôn nè, khói ngục lên nè. Đây coi nó cũng ngon lành cành đào hết rồi nha. Thì bây giờ mình em bơm thử cho các bác xem nè, đặt cái đồ vô cho em nha. Thì nó dễ lắm, đè ở đây như nè đó, nước nó ra rồi đó, khỏi cần bấm cái gì nhiều hết trơn các bác, rất là ok. Mình không xài thì mình khóa lại là không có đè xuống được đó, còn mà mình bơm thì mình kéo qua đây đó, rất là ok luôn. Bên đây nữa, làm thao tác quay ra vậy cho em thôi đó, nó bơm ra rất là mạnh, còn mạnh hơn là bơm điện nữa đó các bác, vì mấy cái này là công nghệ xưa của Nhật mà. Khóa nè đó, còn mở nè, khóa nè, khóa là không có máy được nha, nó êm lắm á. Này xong một một lên hết là kìa, khói kìa, ngay nghi ngút trời mây hết trơn rồi. Đó, quá trời im luôn, soi mạnh mẽ đó. Rồi thì bây giờ em báo cái giá cho các bác nha, để xài cái nào bơm đè đè nó cũng dễ nè, đè nhẹ vậy thôi nè đó là nó ra rồi, muốn mạnh thì đè mạnh tay nó mạnh. Nội hơi nó mạnh quá ông nội ơi, đó quá trời im luôn các bác. Rồi thì em báo cái giá cho mình nha, mình coi mua được cái nào thì mình liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nè, thì cái giá thì sẽ công khai cho các bác, bác nào biết xài hàng biết nhìn hàng thì mua cho em. Này cái này nó là giữ nóng nè các bác, cái này thì mình chỉnh qua đây đó. Rồi thì giờ cái giá em bán cho các bác nha, nó sôi lại em lấy nước em xài luôn. Em bán bên này 950, cái bình 3 lít đó em bán 950, cái bình 2,2 lít là bán 700 đó. Thì bác nào có nhu cầu mua thì inbox liên hệ với em qua số điện thoại 0919 407 501. Em ship hàng thì có cọc, chuyển khoản đủ thì em bao ship, cọc mỗi sản phẩm cho em là 200 ngàn. Em bảo hành cho mình là 3 tháng sử dụng. Thì cảm ơn các bác theo dõi video. Các bác xem video đăng ký kênh, nhấn like ủng hộ em. Mình mua được mặt hàng nào thì mình chụp màn hình lại, gửi qua Zalo. Em cảm ơn nha, chân thành cảm ơn.